Chiều ngày 29 tháng 5, trường mầm non Trần Thành Ngọ tổ chức lễ tri ân và trưởng thành cho các bé khối 5 tuổi niên khóa 2020-2024. Tham dự chương trình có lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo quận, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Trần Thành Ngọ cùng phụ huynh các bé 5 tuổi của nhà trường. Năm học 2023-2024, trường mầm non Trần Thành Ngọ có tổng số 363 trẻ chia thành 11 lớp nhà trẻ 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi, trong đó lớp 5 tuổi có tổng số 114 cháu. 100% cán bộ quản lý giáo viên có trình độ đạt chuẩn và chuyên chuẩn. Nhà trường thực hiện có hiệu quả việc đổi mới tổ chức hoạt động giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục toàn diện tích hợp lấy trẻ làm trung tâm, đồng thời xây dựng môi trường giáo dục theo hướng mở, tạo cơ hội cho trẻ chủ động tham gia các hoạt động vui chơi khám phá trải nghiệm phù hợp với độ tuổi trẻ tự tin, nhanh nhẹn, tích cực tham gia vào các hoạt động tại trường lớp, có hành vi văn minh, lễ giáo và kỹ năng xử lý tình huống. Tỷ lệ chuyên cần của trẻ đạt 90-95%, riêng lớp 5 tuổi đạt 97%. Công tác nuôi dạy bán chú đảm bảo khoa học, 100% trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối về tinh thần và thể chất, được cân đo, theo dõi, biểu đồ tăng trưởng, khám sức khỏe định kỳ. Trẻ khỏe mạnh có kỹ năng vệ sinh tự phục vụ phù hợp độ tuổi trong năm học, nhà trường đạt tập thể tiên tiến xuất sắc, được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tặng bằng khen. Lễ tri ân và trưởng thành cho trẻ 5 tuổi trường mầm non Trần Thành Ngọ diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa là dấu mốc quan trọng để các bé luôn nhớ mãi về máy trường mầm non thân yêu. Nơi đây có các cô giáo, những người mẹ hiền đã chăm sóc thương yêu để các bé khôn lớn tự tin vững bước vào môi trường mới. Chương trình cũng đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với các bậc phụ huynh khi có cơ hội được cùng con tham gia trải nghiệm với các hoạt động trò chơi, gắn kết tình cảm gia đình. Nhân dịp này, phường Trần Thành Ngọ tặng quà cho cô và bé trường mầm non Trần Thành Ngọ. Nhà trường tặng quà và trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình mầm non cho các bé 5 tuổi.